tập 3. Năm 2018. Ông xã, anh chưa ngủ sao? Bạn thân của em thất tình nên tan làm ra, em chạy đến quán rượu uống rượu cùng cậu ấy. Cậu ấy nói quen bạn trai 3 năm nhưng cũng chia tay rồi. Cậu ấy cảm thấy kiểu tình yêu không đổi từ đầu đến cuối gọi là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Những người có vận may mắn kém như em, em cảm thấy cả đời chuyện may mắn nhất là gặp được anh lấy chồng. Em có thể nghĩ được như vậy anh rất cảm động, nhưng em đừng nghĩ như thế là anh có thể bỏ qua cho em. 2 giờ sáng mới về nhà, uống cái này rồi đi ngủ. Năm 2006. Triệu Trưởng Trình, đây nhất định là hiểu lầm. Học sinh lớp tôi lấy trộm con dấu của trường cũng không làm gì được cả. Tôi đã kiểm tra máy quay giám sát rồi, chính bạn đó trộm. Lần trộm con dấu đó có lãnh đạo đến trường chúng ta đánh giá. Hiệu trưởng nói vệ sinh môi trường là trọng điểm của đánh giá. Sau đó thì chúng ta lại dọn vệ sinh. Đúng vậy, hơn nữa còn chuyên giữ những học sinh có thành tích kém. Đó là phân biệt đối xử. Chúng tôi đương nhiên tức giận rồi. Lúc đó còn định cho thầy ấy biết tay. Kết quả là gây họa thôi. Còn có tôi nữa. Mấy đứa các em bình thường cản bước tiến của trường, hôm nay thầy cho các em cơ hội để lấy công chuộc tội đó, biết chưa? Dạ biết ạ. Hiệu trưởng, răng giả thầy đặt đây. Sao vậy? Sao thầy lại mang đến? Là thế này, cái người ở phòng khám vừa hay là họ hàng của tôi, cho nên tôi sẵn tiện mang đến cho thầy. Tôi xem rồi, đẹp khỏi chê. Thầy mà mang vào nhất định là không có gì sánh bằng. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói này, mấy đứa học sinh gây rối các em, chăm chỉ làm đi, không được lười biếng đấy, biết chưa? Hiệu trưởng, vậy tôi xin phép đi trước. Thầy đi thông thả. Sao có thể trộm răng giả của thầy hiệu trưởng chứ? Không được. Không phải chứ, sao cậu lại nhát thế? Đây gọi là quan ép dân phản, dân không thể không phản. Ở nhà mình còn chưa phải làm việc nhà nữa. Đúng vậy đấy, cậu sợ gì chứ? Có Phí Đại Xuyên dẫn đầu mà. Vậy cậu định làm sao? Kế hoạch của tôi là thế này: một người ở lại canh chừng, người còn lại cùng với tôi hành động. Nhưng người cùng với tôi hành động nhất định phải có dũng khí và trí tuệ giống tôi. Tôi canh chừng cho. Không phải chứ, hai cậu. Vậy thế này đi, tôi sẽ cho thi đấu công bằng. Hai cậu ai đoán đúng thì sẽ đi theo tôi. Cậu đoán xem, bàn chân trái của tôi có mấy ngón? Năm ngón. Đến cậu rồi. 6 ngón. Cậu đoán đúng rồi, đi theo tôi. Xin chào, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Phiền anh ra ngoài nhận bộ kiện giúp, được không? Được.
Đi đi đi. Đi thôi. Ơ, cái gì đây? Chúng em không định trộm con dấu. Hiệu trưởng Trình, nể tình các em ấy lần đầu phạm lỗi, thầy cho các em ấy thêm một cơ hội đi. Lần đầu phạm lỗi còn muốn trộm lần nữa sao? Chúng em đã trả cho thầy rồi mà, thầy còn muốn thế nào nữa? Em rất đắc ý đúng không? Ba người các em bị đuổi học hết. Đừng mà thầy. Chúng em thật sự chỉ muốn trộm răng giả của thầy thôi. Đúng đúng, bởi vì răng giả của thầy quá đẹp, trong thoáng chốc đã đánh trúng vào tâm hồn của tụi em. Tụi em muốn làm cho thầy Cao một cái y hệt. Đúng, răng tôi không tốt. Cảm ơn các em. Càng quấy, đúng là càng quấy. Ăn trộm còn nói dối. Ngôn Mặt, xem tới đây. Thầy hiệu trưởng, em là người nhà của Phí Đại Xuyên. Em nghe nói cậu ấy gây họa, không biết lớn biết nhỏ. Cậu là cậu của cháu đấy. Bố tôi là ông cậu của nó. Mẹ em là cháu gái của bố cậu ấy. Ông ngoại em là... Thế này, cái gì đây? Tôi mặc kệ các em là ai với ai. Tôi chỉ hỏi các em, bây giờ làm thế nào? Cái gì là làm thế nào ạ? Làm thế nào được chứ? Cho dù chúng em thật sự trộm con dấu của thầy, cũng là bị thầy ép. Là thầy phân chia chúng em thành nhiều hạng bậc khác nhau. Chúng em là học sinh đâu phải nô lệ. Vì chân lý và tự do, chúng em cam tâm đầu rơi máu chảy, nhưng không thể chấp nhận chuyện bị đuổi học. Tốt. Tốt lắm. Tốt. Nói hay lắm. Tốt. Tốt. Không phải thầy chê thành tích chúng em kém sao? Đúng không? Chúng ta cá cược đi. Kỳ thi giữa kỳ, nếu như chúng em tiến bộ, chúng ta nợ cũ nợ mới xí xóa hết. Thế nào? Tốt. Tốt. Em đứng lên cho tôi. Theo như em nói, kỳ thi cuối kỳ em có thể vào top 100, thì món nợ này chúng ta không tính nữa. Nếu em không vào được thì sao? Nếu em không vào được top 100, mời phụ huynh các em suy xét xem có trường nào chịu nhận học sinh ăn cắp con dấu hay không. Không vấn đề. Hiệu trưởng, em xin lỗi. Em lập tức quay về với bản kiểm điểm. Hiệu trưởng, em xin lỗi. Thầy đừng nghe Phí Đại Xuyên nói linh tinh. Cậu ấy vừa rồi là quá kích động. Không, thi vào top 100 có gì khó chứ? Im miệng, không vấn đề. Khóa chúng ta có 12 lớp, mỗi lớp không dưới 60 người. Thế thì sao? Tổng cộng có bao nhiêu? 739 người. Không vấn đề, hiệu trưởng. Bao nhiêu? 739 người. Hiệu trưởng Tình, thầy xem, ba học sinh đứng trước mặt thầy, nếu như lọt vào top 100 là việc tuyệt đối không thể nào. Thật sự theo tiêu chuẩn này, rõ ràng là thầy cố ý làm khó học sinh. Công bằng cho chúng thêm một cơ hội. Nếu như cuộc thi tháng lần này có thể tăng 100 bậc, chuyện này không tính toán nữa. Thầy thấy sao? Uống trà, uống trà. Nóng. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Nào nào, rót trà tiếp. Gần đây trời nóng quá, rất dễ bị nhiệt. Xin lỗi, xin lỗi. Hiệu trưởng, chân thầy
Được, biết rồi. Yên tâm đi. Mình nói với mẹ rồi, bà ấy nói sẽ thuê gia sư giỏi cho mình. Không thi được thì chuyển tới trường tư. Vậy không phải mình dẫn tiêu sao? Cậu không phải có Triệu Quang Triều rồi sao? Tìm anh ấy. Cậu thử đi. Mình thà bị đuổi cũng không muốn bị anh ấy xỉ nhục. Đúng rồi, cậu không phải có một đứa cháu ngoại sao? Cháu ngoại ruột đó. Đúng, cậu thật thông minh. Sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Mặt mặt nhà chúng tôi từ nhỏ đã là người coi việc giúp người khác làm vui. Xong rồi. Tôi có ý này. Chào buổi sáng. Lão già trong tay cậu rồi. Cháu xem làm thế nào đi. Rồi sao? Bổ túc cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể nhờ cậy cậu thôi. Đúng. Không được. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cậu. Ra ngoài. Tối nay cậu nấu nó. Cậu cũng chuẩn bị cả nồi rồi. Rốt cuộc cháu có đồng ý không? Không đồng ý. Gió lớn quá, cậu nghe không rõ. Không cần nghe rõ, làm đi. Cháu thực sự không lo cho nó à? Lo. Hai người nấu nó lên. Cháu sẽ nấu hai người. Vở kịch này sao mà diễn được đây? Thực sự không được thì đặt nó xuống đi. Kiều Nhất, cậu quả do bản thân gây ra thì tự đi giải quyết. Xin lỗi, đã dọa mày rồi. Thả nó đi. Lịch học thêm sắp xếp vào hai ngày nghỉ. Phạm vi hoạt động của hai người chỉ có phòng khách. Không được đến muộn, không được về sớm. Chưa có sự cho phép của tôi, không được nói chuyện. Còn có một điểm quan trọng. Cởi giày. Lớp 10 có 739 người. Kỳ thi tháng lần trước, Triệu Kiều Nhất xếp hạng 739, Phí Đại Xuyên xếp hạng 714. Mục tiêu rất dễ, tính ra trung bình mỗi môn được 56 điểm là có thể qua ải. Cách kỳ thi tháng lần tiếp theo còn 21 ngày. Tôi làm kế hoạch cho hai người. Hai người phải tuân thủ. Theo kế hoạch tiến hành ôn tập. Không được diễn cớ gì hết. Em ổn quá. Đã đọc một ngày rồi, có phiền không hả? Sáo nước diệt vong không phải ở chỗ vũ khí không sắc bén, đánh trận không giỏi, mà lỗi ở chỗ hối lộ. Hối lộ cho tầng. Phá nước của mình. Có người nói sáo nước đều diệt vong. Tôi nghĩ cậu nhất định điên rồi. Tôi sống ở Thượng Hải. Tôi... Cách kỳ thi còn 16 ngày. Đến đây. Đưa bình nước cũng chậm quá. Anh là thầy giáo bổ túc của em sao? Thầy giáo uống nước. Thầy giáo, chúng ta có phải gặp nhau ở đâu rồi không? Có sao?
Như vậy cũng được hả? Sao thế, có học hay không? Vốn dĩ định đi đâu? Quán bar. Một trong những tình tiết của ngôn tình là nam nữ chính lần đầu gặp nhau nhất định sẽ không vui vẻ, nhưng vận mệnh sẽ cho bọn họ gặp nhau lần nữa. Nếu như một người đàn ông từng cãi nhau với bạn lại xuất hiện trước mặt bạn, vậy anh ta chính là nam chính của bạn. Nào nào, mau mau. Lần đầu tiên đến chứ gì? Không phải, tôi rất thường hay đến. Phục vụ, cho ly nước cam ép. Hôm nay quán của họ chúc mừng. Tất cả những người đến đều phải bóc một lá bài poker. Người nào bóc vào lá bài giống nhau phải lên trên làm trò. Nào, bóc một lá đi. Anh bóp cái gì thế? Bí mật. Bảy thứ hai của tiểu thuyết ngôn tình. Nam nữ chính có đủ các kiểu, có thể hôn nhau. Từ trên tường ngã xuống hôn nhau. Đâm vào nhau cũng hôn nhau. Mộng du hôn nhau. Cái kiểu này tôi đã quá quen rồi. Ông chủ, tôi đã sửa xong máy móc rồi. Hệ thống cũng lắp xong hết rồi. Khẳng định là không lỗi nữa đâu. Nhanh thế, cũng tạm được. Này, cầm lấy. Nhiều rồi, lần sau vẫn sẽ tìm cậu. Dân, này, rút một lá đi. Chỗ chúng tôi có trò chơi, nào. Anh Hùng, bạn của cậu à? Lần đầu tiên đến quán bar, có biết chơi xuất sắc không? Không biết. Không biết cũng chơi sao? Nào, anh đây dạy cô, phục vụ. Mời cái bia. Tôi không biết uống rượu. Không biết uống rượu. Anh Hùng, cậu, bạn của cậu không để mặt gì cả, đến quán bar không uống rượu. Tôi cũng đâu có quen biết anh. Anh cũng không đẹp trai, sao tôi phải để ý tới anh chứ? Con nhỏ này, cô không biết nói tiếng người đúng không? Xin lỗi nhé. Đây là bạn tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Triệu Quang Triều, sao cậu ở đây? Triệu Quang Triều đúng không? Lớp 13 à? Chúng ta quen nhau sao? Cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu. Chuyện cậu bắt nạt em gái tôi vẫn chưa tính toán với cậu đâu. Các anh em, lên cho tôi. Đâu rồi? Bên đó. Ngạt chết tôi rồi. Sao cậu lại dẫn tôi chạy? Cậu không nhìn thấy nhiều người như vậy à? Bị bắt rồi, cậu có thể chịu tôi thay hai đấm à? Triệu Quang Triều, cậu coi tôi là bao cát à? Cậu chạy tới quán bar làm gì? Bị hiệu trưởng ép đến nỗi tự bỏ cuộc đời rồi. Tôi đến với gia sư nhà tôi, vẫn còn sót lại một người à? Người đâu? Chính là cái người đuổi cậu đó. Cái loại ấy thì dạy gì cho cậu? Uống rượu hay là lát xúc sắc? Cậu quản được tôi chắc? Cậu làm tôi mất gia sư rồi. Đợi cho tôi đi. Được. Sao? Sao cậu đột nhiên tốt như vậy? Cậu trả cho anh ta bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi. Chị Quang Kiều, cậu có làm không vậy? Tôi với cậu là bạn học cùng lớp. Tôi còn là bạn tốt nhất của em gái kiều nhất của cậu. Chính là vì cậu và kiều nhất tình cảm vững chắc hơn tiền. Kim có nghĩa là nhân dân tệ. Chị Quang Kiều, cậu và kiều nhất rốt cuộc có phải là anh em ruột hay không? Quên mất nói cậu biết, kiều nhất được nhặt về đó. Cậu không được nói kiều nhất như vậy. Đói quá. Vậy để tôi làm đồ ăn cho các cậu nhé. Cảm ơn ngôn mặt đã dạy thêm cho chúng ta. Không được. Tại sao? Nhà tôi không được có mùi khói đâu. Không thích mùi khói dầu. Ghét uống coca. Còn ghét người khác đến nhà cậu ta. Cậu ta là người khó ở chung nhất thế giới này đấy. Bây giờ mới biết được trong lòng tôi khổ như thế nào rồi chứ.
Cậu ta tức giận rồi, sẽ không hạ độc vào trong cơm chứ. Tôi là cậu ruột của nó đó. Tôi từ nhỏ đã rất khó chơi chung với người khác, điều này tôi biết. Nhưng mà ai quy định ai nấy cũng phải hòa đồng chứ? Chỉ có xanh quýt à? Mỗi bữa nó chỉ ăn xanh quýt. Ăn tạm vậy. Tại sao? Tiện lợi, tiết kiệm thời gian, không có khói dầu. Trước kia tôi luôn cho rằng cậu ta rất nghèo, bởi vì ở trường tôi chỉ nhìn thấy cậu ta mặc cái bộ quần áo đó. Nó không phải chỉ có một bộ quần áo cùng một kiểu cách, nó có 20 bộ. Thế bố mẹ cậu ta đâu? Bố nó là thuyền trưởng của tàu biển chở khách định kỳ. Mẹ nó là đội trưởng đội múa ba lê, thường xuyên ở nước ngoài. Lúc nhỏ suốt ngày khóc, sau đó lại không khóc nữa. Tâm trạng cứ không tốt một cái là nhốt mình ở trong phòng ghép tranh. Đáng thương vậy à? Đúng thế. Cậu nói xem người làm cậu như tôi đây có đau lòng hay không? Tôi thấy rất tốt. Chỉ cần hai người ít đến làm phiền tôi. Đúng rồi Kiều Nhất. Nghe nói gần chỗ chúng ta bây giờ có tên biến thái chuyên môn theo dõi nữ sinh. Lát nữa tôi tiễn cậu nhé. Nhưng mà cậu vẫn còn hai trang đề thi, vẫn chưa viết. Vậy được, để Mặt Mặt đưa cậu về. Không cần đâu, nhà tôi rất gần. Xuyên qua cổng xa của trường tiểu học kế bên là đến rồi. Thầy Cao, thầy tìm em. Đúng. Tôi nghe nói em đang dạy kèm Trần Kiều Nhất và Phí Đại Xuyên. Vâng, em đừng sức mà làm. Nhất định đừng có làm ảnh hưởng tới tiến độ học tập của bản thân. Kiều Kiều Nhất cũng có sẵn nền tảng, chỉ là học lệch thôi. Quan hệ khá đấy. Em chỉ là đánh giá đúng việc thôi. Cậu viết quái quỷ gì đây? Cậu thật là ngốc quá đi. Tôi viết chi tiết như thế rồi mà cậu vẫn còn xem không hiểu. Trình tự giải đề cần 5 bước. Cậu từ bước thứ nhất trực tiếp nhảy tới bước cuối cùng, ai mà hiểu được. Cậu chỉ trả có 200 tệ. Nếu như cậu trả 500 tệ, tôi sẽ viết 3 bước còn lại đầy đủ cho cậu. Triệu Quang Triều. Được, vậy để tôi đổi cho cậu một lối tư duy khác, rồi lại giải lại một lần nữa. Bỏ đi, tôi tự viết. Cho cậu 10 phút. Tôi phải về nhà rồi. 20 phút. Thêm tiền. Coi như cậu ác. Đang làm gì thế? Đang đánh cược. Sai một câu sẽ dễ một nét lên mặt đối phương. Câu nào sai rồi? Câu này. Đi rửa mặt đi. Ăn cơm đàng hoàng, ăn xong rồi xem. Được, vậy chúng ta tiếp tục bài ở trang tiếp theo. Cô ấy hy vọng rời khỏi chương trình này. Cô ấy hy vọng rời khỏi chương trình này. Bởi vì ở một chương trình khác, bởi vì ở một chương trình khác, cô ấy đã đảm nhận vai chính. Độ phản ứng hóa học là dùng để đánh giá mức độ tiến hành nhanh chậm của phản ứng hóa học, nồng độ vật phản ứng giảm hoặc nồng độ vật được sinh ra gia tăng, dùng để biểu thị.
Xin lỗi, tối qua tôi ngủ muộn quá. Giảng đến đâu rồi? Hôm nay đến đây thôi. Vậy tôi về trước đây. Thành phố chúng ta đã xảy ra nhiều vụ án phụ nữ độc thân và buổi tối bị theo dõi cưỡng hiếp. Phía cảnh sát nhắc nhở phụ nữ ra ngoài ban đêm tốt nhất nên đi cùng nhau để tránh xảy ra nguy hiểm. Nghe nói ở gần chỗ chúng ta bây giờ luôn có tên biến thái theo dõi phụ nữ. Chút nữa tôi tiễn cậu nhé. Người đâu? Đi hết à? Cậu nói người lúc nãy có phải chỉ là trùng hợp cùng đường với tôi không? Không biết. Đúng rồi, sao cậu đến đây? Dắt chó đi dạo. Cậu dắt đi như vậy, lão gia bị sỏi thận. Chó cũng bị sỏi thận sao? Chó giống người, theo tuổi tác của con người, nó chắc đã 79 tuổi rồi. Vì thế gọi là lão gia đúng không? Không phải, là vì tính cách của nó giống ông ngoại tôi. Cậu bình thường ở một mình sao? Vậy có bạn không? Lão gia có được tính không? Thực ra kết bạn rất đơn giản. Chính là cùng đi học, cùng tan học, cùng về nhà. Lúc mua đồ ăn vặt, nhớ mang cho bạn một cái. Nhớ sinh nhật của bạn bè. Mua đồ ăn, đồ uống, đều nhớ mang một phần đến cho bạn bè. Thật rắc rối. Còn nữa là luôn không thấy bạn bè rắc rối. Điều này là cậu thêm vào à? Không có, nó là thế mà. Không tin thì cậu có thể hỏi Hách Ngũ Nhất. Tôi đến nhà rồi. Ngôn Mặt, chúng ta cùng về nhà rồi. Xem là bạn bè chứ. Chào. Chào. Đại Xuyên đâu? Hôm nay nhà của ấy có việc. Phải là âm 3. Cậu quên thêm căn 2. Còn có cái khác sao? Hết rồi. Vậy tôi có phải tiến bộ rồi không? Cậu đã là người đứng cuối cùng rồi. Còn có chỗ lùi sao?
Vậy kỳ thi ngày mai có phải không vấn đề gì không? Những giảng đề xảy ra, cậu đã từng làm cả rồi. Ngộ nhỡ đều không giải đúng thì sao? Vậy chỉ có thể trách số cậu không tốt. Làm thêm đề này nữa đi. Ngày mai phải thi rồi. Cậu dẫn tôi đến quán nét chơi điện tử. Trước khi đi thi phải thả lỏng, xóa bỏ căng thẳng. Đây là phạm trù thuộc tâm lý học, rất thâm sâu. Mỗi ngày bản thân phải học. Cậu muốn dạy thêm cho hai bọn tôi. Còn cho rằng cậu sẽ không mệt. Cậu ấy sẽ giết mình mất. Đưa tôi biết đến đây. Tôi muốn cái chữ Y. Không phải cậu nói dẫn tôi đến chơi game sao? Quan trọng là điều tiết tâm trạng. Đừng quá bận tâm những quá trình này. Điều tiết tâm trạng là đến làm sai vặt cho cậu à? Mấy câu mà tôi đoán cho cậu đã thuộc chưa? Tất nhiên rồi. Vậy thì được rồi. Cậu xem, mấy câu hỏi trình độ chuyên nghiệp của nhân vật cấp đại thần như tôi, cậu đều biết làm. Vì mặt tâm lý, tôi cũng đã tiến hành giảng giải khai thông cho cậu rồi. Cậu còn lo gì nữa? Lỡ như cậu đoán sai thì sao? Không thể nào. Tôi đi hỏi Kiều Nhất. Ngôn mặt chắc chắn cũng đã đoán đề. Không cần thiết, để tôi đoán mới là đáp án chuẩn. Ngôn mặt hạng nhất khối. Cậu chỉ là hạng nhì thôi. Đó là do tôi lười chăm chỉ. Nếu tôi chăm chỉ lên lấy được hạng nhất trong nháy mắt, vậy cậu lấy đi. Đồ ngốc. Tôi về nhà rồi. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn. Có một món quà tặng cho cậu. Còn 5 phút nữa thi rồi. Ơ này, còn hát ngộ nhất đâu? Đây này. Các cậu có nắm chắc môn toán không? Không. Nhưng tôi có bùa hộ thân. Thần thi vĩ đại ơi, xin phù hộ tôi thi qua môn. Thần thi vĩ đại ơi, xin phù hộ tôi thi qua môn. Thần thi vĩ đại ơi, xin phù hộ tôi thi qua môn. Xin phù hộ tôi thi qua môn. Thần thi vĩ đại ơi, thần thi vĩ đại ơi, mình đi vệ sinh. Xin phù hộ tôi thi qua môn. Thần thi vĩ đại ơi, xin phù hộ tôi thi qua môn. Đều là câu mà ngôn mặt từng ra. Bạn này, sao nộp bài thi sớm thế? Đây không khó.
Đợi đã, em học sinh. Thêm một đồng có thể mua coca, 7 ức, Mirinda đó. Không cần đâu. Ngôn mặt. Ngôn mặt. Câu thứ hai từ dưới lên, phạm vi giá trị của M là lớn hơn hoặc bằng âm 2 và nhỏ hơn hoặc bằng âm 3. Đúng. Câu cuối cùng là 2. Đúng. Không phải cậu không uống coca à? Đồ tặng kèm. Vậy tôi uống nhé. Trẻ con.